Giờ này cho gọi ven cơm. Vợ ơi, đi đâu giờ lại chưa cơm nước gì? Em đau bụng quá, đang trong viện. Có đau bụng thôi mà cũng phải lên viện, rách việc. Em đang ở đâu? Ba ơi, mai trường tổ chức cuộc thi gia đình gắn kết. Ba mẹ đi với con nhé. Đi ra, ba đang làm việc. Anh xin nghỉ một hôm đi với con. Anh phải đi công tác mấy ngày. Công việc, lúc nào cũng công việc. Anh làm việc vì tương lai của chúng ta. Kiếm tiền để làm gì? Để mua những thứ không cần thiết. Để đi du lịch không có nhau. Để có cuộc sống tốt hơn mà không có hạnh phúc. Suốt ngày lại nhỉ? Đúng là đàn bà. Vợ ơi, đơn ly hôn em ký sẵn rồi. Chào anh.